Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình đã có mặt tại thành phố Đà Nẵng và mình đã đang ghé qua một cái khu chợ đêm của thành phố Đà Nẵng. Mình mời các bạn xem quang cảnh và không gian của khu phố chợ đêm thành phố Đà Nẵng. Vâng, chúng ta nhìn thấy đó, ở đây người ta trang trí đèn rất nhiều, rất đẹp. Vâng, và bắt đầu chúng ta đi vô ở đằng trong nhé. Thank you.
dân.